Mẹ. Hy vọng luôn rồi. Con chơi không quậy hoài. Nè. Nhìn nè. Nhìn nè, nhìn cái máy tôi nè, rồi lúc đó luôn rồi. Mày sao giờ? Con mày ơi là lúc con đi Hàn Quốc à. Cái vậy thì phố á. Phố rồi đi chơi. Còn phố xa lắm á. Con mày ơi. Tao bữa mùng 9 nè, sinh nhật hay gì nè. Ở ngoài phố ngoài ơi. Sinh nhật hả? Không có sinh nhật nó nè. Nó nói hồi đó giờ nó ba mấy tuổi chưa có sinh nhật. Nó kêu mấy nhỏ thành phố á mua bánh kem vô sinh nhật anh đi. Mấy nhỏ kia chịu rồi. Ôi nhớ gì con nhớ con nhớ con thu à. Ôi nhớ gì hơn nhớ con thu. Con thu nhớ con thu thì nhớ nãy con nghe nói con gì vậy con thu nhớ con thu. Quên đây nè, đó mình hỏi thăm Phương nè. Biết không, cười. Nói coi, biết không? Không, người xấu người tốt là anh Phương biết hết rồi. Nếu mà người xấu người tốt lại bữa nay mà nghe nhà anh Phương là anh Phương biết không? Nghe không, bữa nay thả rồi hả? Biết hả? Bữa nay đỡ rồi. Biết phải không? Ờ. Ồ, mặt này tỉnh dữ vậy. Mà sáng rồi bụng nhớ ngu sao á. Ờ, thu đi phố hả gì vậy? Phố ngoài mà chưa gì vậy. Trời, đi mấy ngày chừng như này đi ngoài có chồng luôn. Đi ngoại có chồng luôn hả gì không biết. Rồi. Đi ngoại nó bắn đất. Bắn đất nó mua đất. Ừ. Mỹ bà không. Thì ông kia người ta có chồng Mỹ thì lẽ không cho người ta có chồng. Ừ. Mà nó người ta có chồng Mỹ chứ người ta lẽ ta đi đeo theo mày, người ta nuôi mày giặt cứt giặt đái sao. Có chồng Mỹ thì người ta có tiền, người ta nuôi gia đình. Ừ. Có đứa con 8 tuổi. Ừ. Vậy vậy. Gì? Nhỏ dễ cưng. Nhỏ dễ cưng. Nhỏ nhỏ đó ha. Có kêu cho anh nuôi không? Kêu cô ba, cô ba. Cô ba. Cô ba. Cậu nuôi. Cô ba. Em nuôi của ông Phương. Thì bữa nay đến xem tình hình sức khỏe của anh Phương thì ổn định này nha cả nhà. Nè. Đó nào, bữa nay khỏe đó. Khỏe rồi, cái quái rồi. Anh quốc tài. Ừ, quái rồi đó, gà quái. Chưa. Chưa hả? Chưa. Còn đi lần nữa hay gì? Chưa chết. Chưa chết. Chưa có chết, rồi sao nữa? Chừng nào vô hàng mới có sao hả? Chơi cái cao ngợi và mấy cái cao em ơi. Chừng nào vô hàng mới có sao hả em ơi? Bây giờ chưa có chết, vô hàng mới có sao. Dòng. Trời. Cái gì vậy? Gì vậy ai? Dòng. Trời, dòng Thảo đi. Quánh Thảo với Hùng Hỏ ơi. Rồi Quốc Thanh kìa, Thanh đâu, đâu được, cái tay đâu có thượng qua đây đâu. Thôi, giỡn hoài. Không, giỡn cho vui. Giỡn là mới khỏe. Thích anh Phương giỡn hơn, đúng không? Khi mà không giỡn là lúc đó anh bèo nhèo. Làm miếng răng đi. Rồi bữa nào đi chơi, bữa nào đi uống cà phê. Rồi bữa nào bưng ông Phương đi chỗ đốc chơi. Đi không? Đi không? Con mày ơi là lúc con đi Hàn Quốc à. Cái vậy thì phố á. Thành phố rồi đi chơi. Còn phố xa lắm á. Con mày ơi. Tới bữa mùng 9 nè, sinh nhật hay gì nè. Ở ngoài phố ngoài ơi. Sinh nhật hả? Không có sinh nhật nó nè. Nó nói hồi đó giờ nó ba mấy tuổi chưa có sinh nhật. Nó kêu mấy nhỏ thành phố á mua bánh kem vô sinh nhật anh đi. Mấy nhỏ kia chịu rồi. Mùng 8 hôm 19 thì nó vô đó. Giờ có mời qua không? Chả là mấy mùa đó đi đâu được. Mùng mấy? Mùng 8, 19 đi đâu được. Chiều mùng 9. Sao đi được? Mấy giờ? Tại tối đi làm rồi, mấy giờ? 7 giờ tối hả? 7 giờ tối. Mấy nhỏ đó ở đây ngủ đêm sáng nó mới về. Rồi tắt luôn. Rồi, ừ. Ừ mai luôn. Ừ luôn rồi. Rồi hết quay ông luôn. Ừ, tiền đâu mua máy mới. Không có tiền. Thôi, cho tiền thấy ghê không? Thì cứ dành nuôi mẹ không đi. Thiệt không? Cho tiền thiệt không? Mẹ không máy vui vậy. Nóng máy vậy vậy kìa. Nóng máy vậy. Nóng máy hư luôn đó. Rồi ông tổ chức bữa đó làm sao? Mấy anh tôi đi ăn sinh nhật không được. Mấy đứa đi làm rồi. Chiều mùng 9, 7 giờ hả? Ừ. Mấy đó đi làm rồi. Không có ông dây là vô cái mỏ con Thảo rồi. Không có ông dây vô mỏ rồi. Thảo dây ra kìa. Nghe con dây nè, để đẹp hồn ổng nè ha.
Thấy gì chứ đó, chả quơ một cái tay chả mạnh lắm á. Trời, nó quơ nó ra trúng mình chết bữa đó, chết tối xăm luôn. Đó, 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 đào tài đó, đào tài đó. Làm quá vậy? Đào, đào cái tài đó. Giỡn mà, phải không? Mạnh mình hả? Mạnh rồi, anh mạnh rồi. Bây giờ bữa nào đi cho đốc uống cà phê. Rồi, nữa hơn luôn nữa rồi nè. Bữa nào đi cho đốc uống cà phê. Rồi, rồi đi cho đốc uống cà phê bữa nào. Bây giờ ta hỏi kè ông Võ hoài. Ừ. Nào đi cho đốc uống cà phê không? Không. Đi không? Nào đi vô đốc chơi không? Để thả. Bưng ông lên luôn. Anh chạy xe cho Thảo ẩm. Máy nào rồi? Nè, máy này máy nhật đó. Máy gì nữa? Đổi hả? Ừ. Trời ơi, đổi điện thoại hoài luôn chàng. Ôi, đã gì ta. Hay bát gì luôn. Bát gì cho mình cũng mừng. Trời ơi, đi nè. Khán giả tặng đến đây vậy? Giả tặng mà. Mà ổng có biết xài không? Xài đâu, nhảy nhạc cái đồ thôi á. Bắt lên thôi. Cái này cái... Xâm xâm. Máy tính bảng xâm xâm. Cái này chắc cũng mấy triệu à? 3 triệu. 3-4 triệu gì? Dẫn mày, cùng quá. Bữa nay không khỏe rồi, em vui rồi. Vui. Bữa ai đây nha? Gột đi vô cái giò. Khoan. Bữa nay mới nằm buồn heo. Dẫn mày, cùng quá. Bữa nay không khỏe rồi, em vui rồi. Bữa ai đây nha? Gột đi vô cái giò. Khoan. Bữa nay mới nằm buồn heo. Để cái tay, để con dây đây nè. Ấy đây này á, ấy là văng cái giò luôn á, gắn chịu, văng cái giò lên đó, tôi không biết. Không, quấn cái cọng dây lại, quấn cái dây vô giò. Rồi đó, đâu giờ vũ lên coi, dính cái giò theo gắn chịu nha. Vũ lên coi. Cái giò dính theo luôn. Đâu được. Đâu được, đâu đó, đâu đó. Rồi, đồng em đi. Những ngoài để quay nói chuyện xíu rồi cho khán giả nè. Nực cái gì ở chằng anh Phương. Bây giờ bữa nay ca cho khán giả nghe bài đi, lâu rồi nghe nó anh Phương ca hay. Sao bây giờ? Giờ đổi bài khác đi quay. Không có lệnh chi nãy. Không có lệnh chi nãy nha. Lệnh nã tôi cao rồi. Rồi đổi bài khác đi. Bài khác đi. Em ơi. Bài khác bài gì? Không, bài khác đi. Mà cô ăn cái kia mà. Gì? Cô xiết lại hả? Cô xiết lại sợ đúng nha. Cái này giống như là anh không có kiềm chế được. Chắc không. Phải không? Cái tay không kiềm chế được phải không? Phải không Phương? Muốn giật là giật đấy ha. Rồi đó đừng có quên nó nha. Nghe cô phụ xíu xíu nó là anh dục. Không sao đâu. Giờ bữa nay ca bài gì ca ăn đoạn ngay. Ca ơi, em ơi, cái con thích tròn đêm này đó. Rồi ca thử ăn đoạn ngay. Rồi nhớ anh Thu rồi đó, thích tròn đêm này đó. Ừ. Em ơi, cái con này nhớ con. Trời này nó nhớ con Thu quá, dữ vậy. Ông ca cái từ đó cho nó rõ coi. Ông ca gì không có vô, không có vô tâm, vô giận. Phải ông ca cái chỗ con Thu mà nghe không có rõ. Anh nghe từng đêm văn ngại con nhỏ. Bây giờ tôi dịch lại. Anh nghe từng đêm cứ về trong lòng vậy đó hả? Tức chọn đêm này đó mà. Nhớ, nhớ từng nụ cười ánh mắt này. Ai về nụ cười ăn quá. Nhớ từng nào ôi luôn coi. Nhớ rồi, nhớ rồi, ôi. Ôi, có gì? Ôi, ôi nhớ gì cũng nhớ con Thu. Nhớ con Thu à. Ôi, nhớ gì hơn nhớ con Thu. Con Thu, con Thu. Nhớ con Thu. Thì nhớ nãy con nghe nói con gì. Ôi, vậy con Thu. Nhớ con Thu. Nó khúc chót vô dặn nữa. Ôi như vậy hơn nhớ con Thu. Lòng anh thì rất chân thành. Ước nguyện trọn đời bên em. Nhớ đừng rằng hơn anh nhé. Em ơi đừng bao giờ nói chia lìa. Sẽ làm tội nghiệp lắm phải. Đã thương nhau chứ phụ lòng nhau. Được không? Được không? Chắc là cái chắc cái ngày. Được không? Ca nghĩ nghe được không? Nói vô dần cái bà lòng dắt cái. Ông kêu Thảo ca bài cái cay nữa. Thảo. Cứng không? Bữa nay cứng không? Bữa nay hiện cái rồi. Hiện cho coi cái. Hồi ngày qua đó. Vui. Cái mơ nào có tắm. Nhộn. Dưới không nhộn.
không bữa nay vô ngày năm tấm không con bữa nay da thịt ta đỡ rồi đó họ không nổi mà không nổi được lum dương này nổi được không không này này hát rồi này hát tâm linh này tâm linh rồi này hát tâm linh quá không hết phép rồi sáng giờ chắc cho nước nó hết phép rồi hát giờ có làm bệnh cho ai chưa hả mấy chai rồi đó năm chai à. Sao giờ có ai lại hả cô? Có, năm chai à. Dạ. Yeah. Mới trong núi bà đổ ôm hai chồng cái thằng đó mới vậy. Mới giờ nãy giờ. Núi ra ha, nhờ anh giúp ha. Ừ. Nhưng thổi vô chai nước đó, hả? Thổi vô nước, đi làm tấm phép rồi đó. Ờ, không phép. Không có xin nữa. Dạ. Xin thêm chai nữa cũng không cho luôn. Đủ rồi đó là đủ. Đủ rồi. Hả? Cửa này nó cửa này mới sạch rồi. Tết rồi. Cái này khác. Nhiều quá nó mệt lắm. Thì ông cầu ông Tư cho nhiêu làm nhiêu thôi. Nhiều quá mệt. Anh cố gắng là làm anh mệt thêm. Ôi. Gì? Cứu người. Cứu người hả? Nên cứu người. Uống nước ha, uống nước ha. Có. Uống nước ha, uống cho. Biển cứ gãy rồi, thua rồi. Thua rồi hả? Không ơi, nó thu quá. Thu để cho Thu có chồng không ơi. Nó thu dài. Nó thu ông gài có đi ngoại thăm nữa không? Ông gài có đi ngoại thăm nữa không? Ơi, có kẹo, con gục thôi. Cái gì kẹo hả? Kẹo cái gì? Không có kẹo đâu, thuốc mà. Không thuốc có kẹo đường á. Thì cho tiện mua kẹo ăn nè chứ không? 500 ngàn cho mua kẹo ăn. Chịu không? Thôi, mua kẹo phải không? Bây giờ có anh Quang Tuấn anh này tên Quang Tuấn nó gửi cho Lê Thanh 500 gửi cho anh. Một chút nữa Thảo đại diện gửi mấy số tiền của Mạnh Thường Quân kia. Nè nè ăn kẹo phải không? Cho 500 ngàn mua kẹo. 500 ngàn này ăn kẹo là súng ngang luôn đó. Kẹo 500 ngàn luôn. À nè anh qua cái này là 500 của anh Quang Tuấn nha. Để đây được không? 500 ngàn của anh Quang Tuấn bên kênh An Giang Lê Thanh nha cả nhà. Rồi còn của mình thì một chút xíu clip sau là mình sẽ gửi tiền cho anh Phương.